kia. Đứng lên. Rồi. Không có sao không ạ? Không không, ba không sao đâu các cháu. Không sao nhá. Ui, không lên này không sao các cháu ạ. Đây đây. Ba ngồi đi ạ. Ê à. Thôi cất đi. Mệt rồi. Mày là Trung Thu rồi. Có kế hoạch gì chưa? Chúng mày có kế hoạch gì chưa? Tao thì chưa có kế hoạch gì cả. Năm nào cũng đón Trung Thu với gia đình, phá cỗ với gia đình, chán ỏm. Tao thì cũng thế, chả có một cái kế hoạch gì. Ở đây mãi thì cũng trở thành chú bế đần. Chú bế đần mà. Tôi thì không mong gì cái ngày này cả. Chán bỏ sừ rồi. Ây giời. Như này đi. Hay là như mình lên thành phố đón Trung Thu. Ai. Thằng nào? Mày có nhớ cái vụ mà hôm cái chung cư gì mà 444 của mày chưa? Đợt đấy bọn tao đủ sợ rồi nhá. Còn lại chứ không có bạn gì hết ở đây hết. Lắm rồi đấy, tôi nói thật tôi sợ lắm rồi. Tha cho tôi với. Thôi, tự thân vận động đi. Mà tao thấy trên đấy Trung Thu cũng vui mà. Công nhận. Nhưng mà đi xe gì lên bây giờ? Đêm đến thì đi xe nào về? Thì mình đi taxi đi. Có mấy trăm bạc thôi mà. Cô tiểu thư nói mấy trăm bạc mà cứ như cỏ rác ấy nhỉ. Nhưng mà thôi, nói thật đấy. Bây giờ các ông chỉ cần cầm tiền đi chơi thôi. Tiền taxi tôi mai bao, ok chưa? Thôi, làm người ai lại làm thế? Hay là đi luôn nhỉ? Đi luôn. Mày. Chỉ thế là nhanh thôi. Khôn như mày á, bố tao về ăn với lá mơ đầy nhá. Là như nào? Biết là như nào không? Ý là khôn như con ấy. Thế bây giờ nhá. Nói chung là cái lịch trình ngày mai là như nào? Lịch trình á? Ừ. Tóm lại là bây giờ các ông cứ chuẩn bị tiền đi chơi thôi. Ừ. Còn 8 giờ sáng mai thì cứ ra cổng làng. Ừ. Xe đến đón chúng ta đi thôi. Còn gì nữa đúng không? Yeah, bây giờ đi 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 đi. Này, à, cầm bao nhiêu tiền? Cầm à, đủ, yên tâm. Đủ. Thằng kia, ngủ gật cái gì, đi ra đây. Đi chơi mày, mày ngủ gật thế à? Tối hôm qua tao mải chuẩn bị đồ quá, quên mất. Tao gì mà tao? Trời ơi. Cả thằng này. Cả thằng này nữa. Xin được mỗi 500 nghìn thôi. Thôi, thế được rồi. Thế mang đủ đồ chưa? Tất nhiên là đủ đồ rồi. Trên răng giấy cắt tút thì làm gì có thiếu cái gì. Nhưng mà có mang đủ tiền không? Bọn tao không thừa tiền mà đi bao chúng mày đâu. Bọn tao nhịn quen rồi. Tao ấy thì mang khoai theo rồi. Ừ, suốt ngày ăn khoai không thấy ngán à? Tao cũng biết. Nhưng mà từ tập 1 đến bây giờ ông kịch bản ông toàn cho tao ăn khoai. Được ăn món gì được sang sang một tí đâu. Thì mày đáng mà. Thôi, không có vớ vẩn nữa. Nhìn thấy cái gì kia chưa? Xe đợi ở đầu làng rồi đấy. Xe gì? Tưởng là đi bít cơ mà. Thôi gọi taxi rồi, thôi đi. Ai mấy khi sao? Đi chơi đâu mà. Đúng là chơi với người hội nhà giàu. Sướng thật đấy. Sướng thật đấy, đi nhanh lên, xe nó tính giờ. Bình thường ấy, còn tao ấy đâu. Không thể nhạy sướng. Trời ơi, mưa gió đấy nhở, nhẹ quá. Cố gắng cười nhưng không thể cười được rồi. Ôi,
Dạ anh. Ừ, chào em. Anh ơi, cho em hỏi là nhà mình có bán cơm bình dân không ạ? Mày bị đùi à? Bị gì á? Tao là bán phở bò, cơm rang, ok? Em đùa tí thôi mà. Anh làm gì căng đấy. Không biết có ngon không mà cục xúc quá. Ai bảo công cứ hỏi vớ va vẩn vào quán phở của người ta lại cứ đi cơm xuất dân vang vẩn. Không ăn, không ăn, con về. Đến rồi thì vào ăn đi. Mày nhìn thấy con dao thái thịt kia chưa? Đưa một phát vào đầu mày á. Thì thôi. Nhá. Vào đi. Chúng mày vào đi. Nào thì bây giờ chúng mày ăn gì? Cho em 4 bát phở. Một bát thì nhiều bánh, ít nước phở thôi. Nhiều hành, nhiều thịt luôn. Đấy, bát thứ hai ấy thì cho em ít phở, nhiều bánh, ít hành. Nhưng mà khi bò của nó ấy, anh phải cho nó không được chín quá mà nó cũng không được tái quá. Đấy. Bát thứ ba ấy. Chúng mày có ăn không? Có. Cho cháu 4 bát như nhau ạ. Này. Khao đi. Bát này là bát gì đấy ạ? Bát này bát đồ. Mày không gọi bố bát bình thường. Nha, nhanh. Ôi. Ê, thử trong trước, bình tĩnh. Thôi, mời chúng mày nhá. Đây. Ui. Ăn nha, xong rồi nha. Không có rau sống này. Đây là sống rồi, đã chờ mua. Không ăn, đi về. Đi về, đi về. Khổ quá. Ôi. Thôi anh đi thì còn đi chơi. Đây cho, cho rau. Không ăn đi. Cho rau đây. À đi, ăn. Ừm, ăn đi nha. Ngon lắm. Ăn nha. Ăn nhanh không? Cay, cay, không ăn được. Ăn đi. Không ăn thì chết đói. Nhiều sống. Toàn cay. Ngon không? Cay. Ê, mày ơi. Mày ơi. Chúng ta. Nay tao định gọi bát phở ấy. Mà như theo cái phong cách mà anh em mình hay gọi quê ấy. Ông ấy bổ vào cái thớt mà tao tưởng là ông ấy bổ vào đầu tao. Rất hết cả mình. Mấy chị cũng khó. Sợ lắm. Thật là khó được. Vì quê là yên bình nhất. Nói bé thôi. Buồn hát xì. Buồn hát xì. Ông chủ quán này cãi nhau với vợ làm sao? Căng hắt. Kệ người ta, gia đình người ta, gia đình nhà mày à? Nhưng mà thật sự sợ. Thank you.
Ngon nhỉ? Rồi. Ê, ông kia. Anh thử ông thật thế nào. Ô khỉ. Sao vậy nào? To em con phở. Ăn. Ăn đứa bát phở khéo chạy hết mất bát rưỡi. Oh no. Thế thật. Nhưng mà ăn no nhảy rồi. Chú Phai như nào bây giờ? Thôi thì cứ cầm lấy đi cũng được, không sao đâu. Mày té đâu nhở? Anh cái chân lên. Sao không người thành phố ấy, vội vội vàng vàng ấy nhở? Cái gì? Mất khoai rồi còn gì nữa? Mất khoai rồi. Chúng mày còn đứng đực ra đấy nữa à? Đuổi theo nó đi còn gì nữa? Đuổi theo đi còn gì nữa? Đuổi đi. Mày ngu, mày đứng đấy được à? Đuổi theo. Khoai. Không có sao không ạ? Không, bác không sao đâu các cháu. Không sao nhá. Ui, không vấn đề, không sao các cháu ạ. Đợi đây. Bác ngồi đi ạ. Bác ơi, bác có làm sao không ạ? Bác không làm sao đâu các cháu ạ. Ui, ảnh đẹp nhờ bác nhờ. À, tấm ảnh này bác chụp mấy bố bác cái ngày rằm năm ấy. Thành mày đâu đi con? À, con đi lên thành phố đón rằm trung thu với các bạn ạ. Ngày mai là rằm trung thu ở nhà, chỉ còn có hai bố con, sao con không ở nhà? Nhưng mà con lỡ hẹn với các bạn rồi, bây giờ mà hủy hẹn thì cũng không được. Thế con đi đi. Vâng ạ. Này, Thành quay lại em bảo. Dạ. Con cầm cái bánh trung thu này đi, con lăn vào cho các bạn nhé. Vâng ạ. Vâng ạ, ông bố. Con đi đây. Ôi, năm sau con sẽ đón rằm trung thu với bố nhá. Ừ, đi. Vâng, con đi đây. Và đấy cũng là ngày cuối đời, cuối cùng trên đời của bố bác trong ngày rằm năm ấy. Này tất cả các cháu. Xin, cháu xin bác ạ. Xin. Vâng, cháu xin ạ. Năm nào bác cũng ăn nó. Mỗi người chúng ta đều có những khoảnh khắc vui vẻ trong cuộc sống, đều có thể đón các cái dịp Tết, lễ Tết vui vẻ. Nhưng chỉ có nhà là nơi để về các cháu ạ. Vâng, cháu gửi bác ạ. Thế bác ơi, đường nào ra bến xe nhanh nhất hả bác? À, cháu đi đường này.
Dạ vâng, cháu cảm ơn. Đi thôi chúng mày. Ờ. Chào bác ạ. Chào bác ạ. Chào các cháu nhé. Đi đâu đây? Cái gì mà Về đón rằm Trung Thu cùng bố mẹ chứ còn gì nữa. Đi. Chào mọi người. Còn con bảo mang vào bác ạ. Chào đó. Qua ấy, tao về nhà ấy, bố mẹ tao nhìn thấy tao mừng rớt nước mắt luôn. Bây giờ tao mới hiểu tại sao nhiều người vẫn thích ăn bánh nhân thập cẩm, đắm tình người. Mà cái nhân thập cẩm đấy, cái hồi tôi ở bên nước ngoài thì tôi có hỏi là tại sao ở bên đấy lại hay ăn bánh nhân thập cẩm thế. Thì người ta có bảo là cái bánh nhân thập cẩm này mang vị quê hương từ thời cha ông ấy. Đấy, thế nên là bây giờ ra nhiều loại nhân bánh đắt tiền mới lạ hơn, nhưng mà người ta vẫn thích ăn nhân thập cẩm là vì thế đấy. Đúng rồi, bởi vì ấy, người ta ăn bánh nhân thập cẩm không phải là vì nó rẻ, mà là trong đó nó mang lại cả hương vị tình cảm quê hương đất nước, tình cảm của những người con xa xứ. Nhiều người ấy có những kỷ niệm vui, kỷ niệm buồn, giống kiểu bác trai hôm qua ấy. Tao cũng không nghĩ là câu chuyện của bác ấy lại cảm động như thế. Bình thường tao có hay ăn nhân thập cẩm đâu. Hôm qua về, ngồi ăn với bố mẹ tao, tao làm một miếng to đùng. Ăn hết nguyên cả một cái. Thế là một miếng hay một cái? Một miếng to đùng. Thì gia đình vẫn là số một mà. Dù mày có đi ăn chơi ở đâu, vui vẻ ở đâu đi chăng nữa, thì về phá cỗ ta với gia đình mình vẫn là nhất. Số một luôn. Chọn. À, từ. Có. Thập cẩm chứ gì. Thập cẩm. Uầy. Bánh dẻo nhân thập cẩm. Đây là lần đầu tiên tôi được phá cỗ ở nhà đấy. Chứ mà ăn một mình cũng buồn, nên là chúng ta phá cỗ nhá. Nhưng mà bố mẹ ông thế nào rồi? Bố mẹ tôi vẫn khỏe. Hôm qua tôi gọi điện để thăm bố mẹ. Sao? Không có bố mẹ ông ấy lại có bọn tôi. Dù gì ấy, chúng mình cũng là một gia đình mà. Miếng bánh này ấy, tôi nghĩ là ông cũng không thể ăn được một mình đúng không? Ăn được. Tôi thì mình chia 4. Ok. À, ngồi gọn vào góc đường đi. Tôi không xe cộ. Chia chuẩn nha. Để Yên lấy thước. Có thước không? Không có thước đâu. Bé đo ngón tay đi. Đo ngón tay nha. Rồi. Rồi. Nửa này. Nhưng mà cho miếng lạp xưởng cơ. Không. Làm gì có lạp xưởng đâu. Đây, tự bẻ đôi. Đây ta bẻ đâu. Bẻ đi. Con này. Tao biết rồi, mày ăn gì kệ mày. Bỏ ra tao bẻ ra. Sao bẻ ấy thế? Toàn đi thôi, tự đóng cửa. Đây mày ăn này đi. Chả. Này. Ăn miếng bánh mà nhìn của trời này thì đúng không? Cũng hết nước chấm luôn nhỉ. Quê mình đẹp nhỉ. Đúng là hương vị quê hương. Chả ngon gì cả. Con chim kìa. Chả ngon gì cả. Mày bị nghe à? Ngon thật á.